Thưa quý vị, hậu quả không kích tại thành phố Aleppo. Tin tổng hợp, video đưa lên Internet trong ngày hôm nay cho thấy sự tan nát sau một đợt thả bom thành phố Aleppo. Qua khúc video, đường phố ngập mảnh vụn, người dân bước đi trên các đống đổ nát rất lớn. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria, phi cơ trực thăng đã thả bom xuống thành phố Aleppo trong ngày Chủ nhật và thứ hai, làm ít nhất 76 người chết, trong đó có 28 trẻ em.